Xin chào các con, hôm nay chúng ta sẽ đến với buổi học ở chuyên đề tiếp theo. Đó là một cái chủ đề liên quan đến một nội dung hoàn toàn mới. Đó là toán chuyển động. Bài toán là về vận tốc. Hãy nhắc lại cho thầy cái tên bài học, xin mời bạn Phương Thảo. Con khác ghi bài học với nha. Con đang thầy chuyên đề vận tốc. Nhật Anh. Dạ thưa thầy, chuyên đề vận tốc ạ. Xin mời bạn Huy Đề vận tốc. Tuấn. Mời bạn Kiên. Con thưa thầy chuyên đề vận tốc ạ. Ok. Trong cái phần này thì những cái nội dung kiến thức cơ bản thì nó không khó, nhưng bắt đầu khi đến phần các cái bài toán nâng cao một chút là nó sẽ nhiều bạn sẽ gặp khó khăn, và trong quá trình giảng dạy nghiên cứu thì thầy thấy là nó có một số cái điểm mấu chốt. Nếu các bạn nắm vững được cái điểm mấu chốt đó, điểm quan trọng đó, thì việc học toán chuyển động nó rất là dễ dàng. Yes, các bạn có muốn thầy chỉ cho những cái điểm quan trọng đấy không ạ? Rồi, để con làm nhá. Thì trước tiên các bạn viết vào cho thầy là cái này là ghi nhớ được. Đó, ghi ghi chú đi, ghi chú. Ghi chú. Trong toán chuyển động thì các bạn cần phải nắm được cho thầy, cái này em trước thầy nói rồi nhưng nên nói lại. Cái thứ nhất rất quan trọng đó là mốc thời gian. Mốc thời gian. Thì cái này nó còn gọi là một cái tên khác, nó gọi là thời điểm. Mốc thời gian là như thế nào? Thì nó sẽ có câu là lúc 6 giờ phải lúc 8 giờ 30. Dễ hiểu chưa? Đấy. Lúc 22 giờ đêm. Đấy, các bạn viết cái này. Cái này nó gọi là mốc thời gian hay là thời điểm. Thế bên cạnh đó thì nó có một cái khái niệm nữa mà các bạn cần phải nắm được, đó là khoảng thời gian. Khoảng thời gian thì đó chính là nó là một cái quãng thời gian giữa hai mốc, nó là cái quãng thời gian giữa hai mốc, nó là quãng thời gian giữa hai mốc, nó hai giữa hai thời điểm thì gọi là khoảng thời gian. Ví dụ ở trên này cũng ví dụ là từ mấy giờ đến mấy giờ, từ 6 giờ đến 9 giờ, đúng không ạ? Từ 5 giờ đến 7 giờ. 7 giờ 30 phút đi. Thì cái này nó gọi là khoảng thời gian. Bao nhiêu số các bạn đã rõ về mốc thời gian và khoảng thời gian, comment cho thầy là con rõ hoặc là đã rõ. Đã rõ rồi nha.
Ok. Thế bây giờ các bạn vẽ cho thầy một cái trục thời gian như này này. Đây, ta có một cái trục thời gian như này. Để minh họa cho các bạn hiểu thế nào là mốc thời gian, thế nào là khoảng thời gian. Đây có một cái trục như này. Ví dụ như đây là các cái mốc thời gian. Đây là lúc 6 giờ. Đấy, đây là lúc 9 giờ 30 chẳng hạn. Đấy. Thế thì cái điểm 6 giờ này đến lúc 9 giờ 30 nó gọi là mốc thời gian, hiểu chưa? Thế còn cái này nó gọi là khoảng thời gian này. Đó, cái này nó gọi là khoảng thời gian. Dễ chưa? Khoảng thời gian. Đấy. Bao nhiêu trong số các bạn đã rõ và rất rõ về mốc thời gian cũng như khoảng thời gian rồi? Comment cho thầy là rất rõ hoặc là con rất rõ, hay viết xuống. Rồi, cái viên xong đây ạ. Đó nha. Nào. Thầy sẽ chụp lại cái này lên trên nhóm lớp cho các bạn. Ok. Rồi, chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo nhé. Vậy thì cái bài vận tốc này nó là cái gì? Thì bây giờ thầy sẽ minh họa cho các bạn như này này. Bây giờ chúng ta có một cái chuyển động của một cái vật bất kỳ nha. Đấy, nó sẽ chuyển động như này. Đấy, của một cái vật. Nhìn thấy không ạ? Thầy gọi là đây là một cái xe chẳng hạn. Mà nó chuyển động như này. Ok chưa? Thế thì đây là một cái quãng đường. Từ cái điểm A này. Đến cái điểm B này. Để ví dụ như vậy. Thì đấy là quãng đường. Được chưa? Và nó sẽ hết một cái khoảng thời gian nào đó.
một cái khoảng thời gian nào đó, một khoảng thời gian thì gọi là thời gian t đi. Đó. Thế thì ở trong cái bài vận tốc ấy, bài chuyển động đều ấy, nó có ba đại lượng. Nó cái đại lượng thứ nhất ta gọi là vận tốc. Cái đại lượng thứ hai nó là cái quãng đường. Quãng đường. Và đại lượng thứ ba thời gian ạ. À, nó gọi là thời gian. Các bạn có thấy dễ hiểu không? Dễ hiểu chưa ạ? Thì toàn bộ cái nội dung của cái chuyên đề vận tốc này, của cái chuyên đề chuyển động này, nó có ba cái đại lượng thôi: vận tốc, quãng đường, thời gian. Nào các bạn thấy dễ chưa? Dễ hay rất dễ? Dễ đúng không? Nhưng mà tại sao mà khi các bạn làm nó lại bị khó khăn như vậy? Là bởi sao? Bởi vì chúng ta không thấy được cái toàn thể của nó. Các bạn không nhìn thấy cái mối gọi là cái toàn cảnh của nó. Cho nên là chúng ta mới cảm thấy bị khó khăn. Nhưng mà thực tế thì ta hiểu nó chỉ có ba cái đại lượng thôi. Thì nó có trở nên dễ dàng không? Dễ đúng không? Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn cụ thể như sau. Cho cái này thầy vừa nói rồi. Cái thứ nhất ấy, đó là vận tốc. Nó là gì? Nó vận tốc là cái quãng đường di chuyển của vật trong một cái khoảng. Vận tốc ấy, nó chính là cái quãng đường di chuyển vật trong một khoảng thời gian nào đó. Thì ta sẽ làm như này. Đây, bây giờ thầy ví dụ này. Thì ví dụ nhá, ví dụ. À, các bạn viết cho thầy này. Đầu tiên phần 1 nhỏ là khái niệm vận tốc. Nhắc lại cho thầy. Mời bạn Đức Minh. Con đơn giản là khái niệm vận tốc. Tiếp theo, xin mời bạn Minh An. Khái niệm vận tốc. À, xin mời bạn Thùy Dương. Con đơn giản là khái niệm vận tốc ạ. Ok. Nào, thì vận tốc ấy, nó là quãng đường di chuyển của vật trong một đơn vị thời gian. Đấy. Không chưa? Nhắc lại cho thầy khái niệm về vận tốc. Mời bạn Tuấn Kiệt. Kiến thức cần một khái niệm vận tốc là quãng đường di chuyển của vật trong một đơn vị thời gian. Xin mời bạn Thái Bảo Ngọc. Con thưa thầy, một khái niệm vận tốc là quãng đường di chuyển của vật trong một đơn vị thời gian ạ. Bảo Ngân. Dạ em thưa thầy, khái niệm vận tốc là quãng đường di chuyển của vật trong một đơn vị thời gian. Rồi tiếp theo. Thế bây giờ ta ví dụ này. Ví dụ là một người đi bộ
Đấy. Trong 1 giờ được 5 km. Đúng không ạ? Có đúng là một người đi bộ trong 1 giờ được khoảng 5 km không? Thì ta nói vận tốc của người đi bộ đó là 5 km/h. Trên 1 giờ như thế nó người ta viết tắt là 5 km/h. Ta viết là 5 km/h. Hiểu chưa? Nhắc lại cho thầy. Nhớ nhớ gạch cái chỗ này nhá, thầy vừa mới bị nó bị trượt, nó bỏ cái chỗ này 1 giờ đấy nha. Đọc lại cho thầy nào. Xin mời bạn Vũ Khánh Nam. Con thầy, con đọc. Ví dụ một người đi bộ trong 1 giờ được 5 km/h. Nói vận tốc của người đi bộ đó là 5 km/h. Đọc là 5 km/h. Bạn khác. Xin mời bạn Nhật Anh. Thầy đã đọc. Một người đi bộ trong 1 giờ được 5 km. Ta nói vận tốc của người đó là 5 km/h. Xin mời bạn Huy Hoàng. Thầy em đọc. Một khái niệm của vận tốc là quãng đường di chuyển của một trong một đơn vị thời gian. Ví dụ một người đi bộ trong 1 giờ được 5 km, ta nói vận tốc của người đi bộ đó là 5 km/h. Ok, các bạn viết đã, viết xong thì comment cho thầy chữ xong hoặc chữ x gì. Đọc lại, nhắc lại cho thầy. Bảo Ngân. Dạ em thưa thầy, khái niệm vận tốc là quãng đường di chuyển của vật trong một đơn vị thời gian. Ví dụ, một người đi bộ trong 1 giờ được 5 km. Ta nói vận tốc của người đi bộ đó là 5 km/h. Ok. À, cho thầy hỏi là các bạn đã bước đầu quen với việc là vận tốc là gì chưa? Nào. Xong rồi đúng không ạ? Bây giờ thầy sẽ viết này. Ví dụ như là ta lại có tiếp là một xe máy đi được 35 km trong 1 giờ. Nào vậy thì vận tốc của xe máy đó là gì? Của xe máy đó là 35 km/h. À, comment cho thầy là bao nhiêu ạ? Là 35
km trên giờ. Dễ hiểu chưa? Ok, nào tiếp theo. Một người đi xe đạp, thôi là thầy không biết nữa nha. Một người đi xe đạp trong 1 giờ thì được 12 km. Vậy vận tốc đi xe đạp của người đó là bao nhiêu ạ? Comment. Ok. Tiếp theo, một người đi bộ được 100m trên 1 phút. Một người đi bộ trong 1 phút thì được 100m. Thế vận tốc của người đó là bằng bao nhiêu ạ? Đúng rồi, 100m trên phút. Có thấy dễ hiểu không? Và ta nói cái đơn vị km trên giờ này nó gọi là đơn vị vận tốc. Rồi tiếp theo. Bây giờ ta có là ví dụ. Viết cho thầy ví dụ. Một ô tô đi được quãng đường 90 km trong 2 giờ. Chấm. Tính vận tốc của ô tô đó. Vận tốc là ta hiểu là cái quãng đường đi trong 1 giờ đúng không? Vậy thì ta sẽ nói là gì? Ta có bài giải. Đó là gì ạ? Vận tốc của ô tô đó là ta sẽ lấy 90 chia cho 2 thì bằng 45 km trên giờ. Và đáp số. Dễ hiểu không? Các bạn viết cái phần ví dụ vào. Đọc lại ví dụ và lời giải. Phương Thảo. Con thưa thầy, ví dụ một ô tô đi được vẫn được 90 km trong 2 giờ, tính vận tốc của ô tô đó. Mà giải vận tốc của ô tô đó là 90 chia 2 bằng 45 km trên giờ. Đáp số 45 km trên giờ. Ok, Thùy Dương đọc lại con. Nên để con đọc. Ví dụ một ô tô đi được quãng đường 90 km trong 2 giờ, tính vận tốc của ô tô đó. Bài giải, vận tốc của ô tô đó là 90 chia 2 bằng 45 km trên 1 giờ. Đáp số 45 km trên giờ. Ok. Các viết đã viết xong rồi comment cho thầy chữ xong. Xong rồi đúng không ạ? Và từ đây
Ta rút ra được là gì ạ? Muốn tìm vận tốc thì ta làm thế nào? Lấy quãng đường chia cho thời gian ạ. Đúng rồi, xuống dòng ta sẽ viết là muốn tìm vận tốc ta lấy quãng đường chia cho thời gian. Đó. Thế thầy ký hiệu vận tốc là V, quãng đường là S. Ta có sẽ V bằng S chia T. Thầy sao vận tốc lại là V thầy? Ký hiệu, người ta ký hiệu là V. Người ta ký hiệu thôi, V là V thường nhá. Để phân biệt với V hoa là thể tích. Vâng. Viết thường đấy đọc tiếng Anh là gì thầy? À, tôi viết có một cái là viết chữ in thường em ở in hoa ấy. Vâng, in đọc tiếng Anh là gì á? Vâng. Tiếng Anh thì theo con thì đọc là gì? Không biết. Tiếng Anh thì đọc là chữ chữ V đúng không? Không, cái chữ V đấy viết tắt bằng cái từ gì ấy thầy? À. Con học là con phải học cái đấy để sau khi thầy hiểu ý con rồi. Có nghĩa là tại sao lại là chữ V đúng không? Cái này thì con tra Google là xong đấy mà nha. V là bởi vì chữ đầu của vận tốc mà thế vờ còn gì nữa. Con cũng biết thế nhưng mà con đang hỏi là tại sao người ta lại vậy, tổng cái từ đấy là đọc như nào, viết như nào vậy ạ? Con làm sao nhớ? Con viết vào đi ạ. Đọc lại cho thầy cái phần ghi nhớ này. Xin mời bạn Tuấn Kiệt. Dạ, con đây là con đọc. Muốn tìm vận tốc ta lấy quãng đường chia cho thời gian. V bằng S chia T. Xin mời bạn Huy Tuấn. Con về thế nào? Vận tốc của ô tô là 90 trên 2, 45. Ta có 45 muốn tìm vận tốc ta lấy quãng đường chia cho thời gian. Về bằng S. Nói xong hạng ấy con nha. Thảo, Phương Thảo ơi. Phương Thảo ơi. Đã. Cái này nó không phải ký hiệu tiếng Anh đâu nha. Vận tốc người ta... ta ký hiệu là chữ V thôi con nhé. Vâng ạ. Ừ. Con cảm ơn. Còn vận tốc tiếng Anh của nó là speed cơ. Được chưa? Thế cái chỗ này các bạn viết là xuống dòng V là vận tốc. V là vận tốc. S là quãng đường. Và T là thời gian. Thế đó. Đọc lại cho thầy nào, xin mời bạn Nam Khánh nào. Muốn tìm vận tốc, ta lấy quãng đường chia cho thời gian. V bằng S chia T. V là vận tốc, S là quãng đường, T là thời gian. Ok. Bạn viết xong bài này chưa ạ? Chí Vượng. Đọc lại cho thầy. Dạ vâng ông thầy, ví dụ một ô tô đi được quãng đường 90 km trong 2 giờ, tính vận tốc của ô tô đó. Bài giải vận tốc của ô tô đó là 90 chia 2 bằng 45 km/h. Đáp số 45 km/h. Muốn tìm vận tốc, ta lấy quãng đường chia cho thời gian.
V bằng S chia T. V là vận tốc, S là quãng đường, T là thời gian. Ok. Rồi, xong. Bây giờ chúng ta sẽ làm một phần đấy nhỉ. Xong rồi thầy chuyển nhỉ. Thì chỉ có lưu ý này, nếu mà quãng đường đi được là km mà thời gian là giờ thì vận tốc sẽ là gì? Km trên giờ đúng không? Còn nếu mà thời gian là mét vận tốc thời gian quãng đường là mét mà thời gian là giây thì là mét trên giây là vận tốc. Rõ chưa? Rõ rồi comment thầy con rõ hoặc là rất rõ thì viết rồi rất rõ. Đây ví dụ nha. Thì một ô tô mới đi được quãng đường 130 km. À, trong 3 giờ thì hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đi bao nhiêu mét? Comment cho thầy nào. Đi bao nhiêu ạ? À comment cho thầy, đúng rồi. Chính là 60 km đúng không ạ? Thì ta chỉ được lấy tạm 180 chia cho 3 thì bằng 60 ở chỗ này này. Lưu ý nhá. Nếu người ta nói là trung bình mỗi giờ đi được bao nhiêu thì là viết là 60 km. Còn người ta có thể nói là vận tốc của ô tô đó thì sẽ là km trên giờ. Phân biệt ở chỗ này chưa các con? Nếu câu trả lời trên là mỗi giờ đi được bao nhiêu km thì ta chỉ viết km thôi. Còn vận tốc khi ta nói là vận tốc thì đơn vị sẽ là km trên giờ. Rõ phần này chưa? Rõ thì comment cho thầy. Rõ hoặc là con rõ. Rồi tiếp tục. Đây. Bây giờ một người chạy được 60 mét trong 10 giây. Tính vận tốc chạy của người đó. Nào comment. Comment. Wow, rất tuyệt vời. Thầy thấy là Phương Thảo này, Bảo Ngọc này, Đức Minh này, Thùy Dương này, Huy Tuấn này, Khánh Nam này, Nhật Anh này. Người gì mà chạy nhanh nó nói chạy 6 mét trong cỏ dây sao trời. Ok bình thường mà con. Đây là 100 mét trong 10 giây. À 60 mét trong 10 giây thì cái này thầy chạy được mà. Thầy chạy còn nhanh hơn đấy. Vâng. Bây giờ mà học trường đại học thể thao ấy là chạy nó còn nhanh hơn nữa ấy. Thầy chạy được 100 mét mà chỉ có 13 giây mà. À. Hiểu không? Chạy tốc độ bình thường nha Nhật Anh nha. Còn vận động viên kỷ lục thế giới thì nó chạy 100 mét là dưới 10 giây. Con chạy 100 mét hết tận 30 giây con rồi. Con 7 mét. Đúng rồi, các con còn 8 mét. Ok nha. Nào tiếp theo. Chưa nó bị dài. Vận tốc chạy người đó là 60 chia 10 bằng 6. Bây giờ thầy hỏi các con thì có thấy bài toán vận tốc có dễ không? Dễ. Là dễ thôi. Nhưng mà khi nó khó ở chỗ nào? Đọc không kỹ để. Không phải. Có thi cái đoạn đọc kỹ nhưng mà này, bài này nâng cao hơn tí nhá. Lúc 6 giờ sáng một người đi xe từ A đến B xong chưa? Quãng đường AB dài 120 km xong chưa? Tính vận tốc của người xe máy đó biết họ đến lúc 9 giờ sáng. Đấy, có nhìn thấy không? Tức lúc này nó lại không cho biết cái khoảng thời gian đó mà nó chỉ cho biết là cái mốc thời gian này từ 6 giờ đến 9 giờ rồi. Hay không? Vậy là 6 ở 9 trừ 6 vậy cho con là đầu tiên 120. Mời Bảo Ngọc nào. Chia cho Bảo Ngọc 9 trừ 6 đóng ngoặc của phép là sẽ ra thì được, mời bạn Bảo Ngọc nào. Con thưa thầy là thời gian người đi xe máy từ A đến B là
Con lấy 9 giờ trừ đi cho 6 giờ là bằng 3 giờ. Vận tốc người đi xe máy đó là 120 chia cho 6 ạ, bằng 20 km/h ạ. Chia cho mấy? Chia cho 3 chứ? À, chia cho 3 là bằng 40 km/h. Ok. Hiểu chưa? Các bạn đã hiểu phần này chưa? Vậy là thì có lúc nó không cho rõ chúng ta về cái khoảng thời gian, nó chỉ cho các mốc thời gian thôi. Thì ta phải đi tìm cái thời gian là bao nhiêu, đúng không? Tìm là thời gian đi của người đó, xong tìm vận tốc. Dễ chưa? Thế bây giờ lại nâng cao hơn nữa nhá. Nâng cao hơn nữa này. Đó là một ô tô đi từ A đến B thì hết 3 giờ. Đúng không? Giữa đường ô tô nghỉ giải lao 3 phút, việc tính vận tốc của ô tô, biết quãng đường AB là 150 km. Thì ta phải làm thế nào? Trừ tiếp cho 5. Lấy 3 giờ trừ đi 30 ạ. À? 3 giờ trừ đi 30 phút thì bằng 2,5 giờ đúng không? 2,5. 2 giờ 30 phút. Thế sau đó tìm vận tốc ta chỉ bằng 2,5. 150 chia cho 2,5. Dễ hay rất dễ ạ? Rất dễ ạ. Thế bây giờ có muốn thầy cho một bài tư duy cao hơn chút nữa không? Có. Đây nhá, tư duy cao hơn thì nó là như này này. Lúc 6 giờ Lúc 6 giờ một ô tô đi từ A đến B. Đến B đúng không ạ? Giữa đường ô tô nghỉ giải lao 30 phút. Đấy. Và đến B lúc 9 giờ. Chấm hỏi. Vận tốc của ô tô đó là bao nhiêu km, là bao nhiêu? Biết quãng đường AB dài 150 km. Thấy chưa? Các bạn thấy nó khác hơn chưa? Phân tích nó dễ. Phân tích dễ đấy. Khó nhất ở trong sách khoa rồi đấy. Thầy cho con làm cái này. À, mời bạn nào đấy? Bạn nào xin làm đấy? Bảo Ngọc thì sao ấy? Bảo Ngọc rồi. Bạn khác nào? Thùy Dương nào? Con đi thầy ơi. À mời con. À Thùy Dương nói đi. Thì đầu tiên ta phải tìm cái gì trước? Đi tìm ô tô đi từ điểm A đến điểm B hết số giờ. Ừ, đúng rồi. Không tính giờ lại ra. 6 giờ bằng 3 giờ ạ. 6, 9 giờ trừ 6 giờ bằng 3 giờ đúng không? Trừ đi 30 phút nữa. 6 giờ trừ nốt đi 30, trừ 30 phút nữa được. Thế này thì trừ nó hơi khó, bằng 3 giờ đã. Xong rồi ta đi tìm là thời gian thực đúng không? Thực đi là ta sẽ có là 3 giờ. 3 giờ trừ trừ 30 phút ạ. Thì bằng 2,5 giờ. Ok chưa? Hoặc là các bạn đổi cái chỗ này 3 phút bằng 0,5 giờ luôn đi được. Bằng 2,5 giờ bây giờ ta tìm vận tốc. Vận tốc đi của người đó là 150 chia cho 2,5 ạ. Ta chỉ việc lấy 150 chia cho 2,5. Bằng 60 ạ. Bằng 60. Đơn vị là km/h. Dễ hay rất dễ? Rất dễ luôn thầy. Có thấy hôm nay bài hôm nay dễ hiểu không? Quá dễ luôn thầy. Tôi hết rồi đây.
Có mỗi thế thôi. Thầy cho thêm mấy bài nữa đi thầy. Đấy. Các bạn thấy dễ dễ hiểu không? Không, thầy cho thêm mấy đề nữa đi thầy. Xem có cái gì khó hơn được nữa nhỉ? Đấy, à, có thầy full các... level đi thầy. Hả? Thầy full level đi thầy. Full level à? Ok, được rồi. Nào, thêm một cái nữa nha. Ra đây. Nó sẽ có là như này. Một ô tô đi 60 đi 80 km. Trong thầy sửa lại chỗ này, đi 90 km trong 1 giờ 30 phút chấm tính vận tốc của ô tô đó. Thế rồi. Chị làm nào? Đổi 1 giờ 30 phút ra giờ thầy ạ. À, đổi 1 giờ 30 phút ra giờ rồi sao nữa? Sau đó tính 1 giờ 30 phút thì bằng 1,5 giờ đúng không? Vâng ạ. Thì bằng 1,5 giờ. Thế sao ta tìm gì? Vận tốc của ô tô đó là 90 chia trong 1,5 ạ. Ta lấy 90 chia 1,5 bằng 60 km/h. Dễ hiểu không? Thêm vài bài nữa đi thầy. Nào thêm một bài nữa nha. Nào cho thầy hỏi là các bạn đã rõ phần này chưa? Hay là đã rất rõ chưa? Thì comment thì thầy là rất rõ hoặc con rõ. Rồi, rõ rồi đúng không ạ? Còn bạn nào chưa rõ hơi hơi rõ rõ comment cho thầy chữ K. Ok nha. Thêm một bài cuối cùng này. Là một một người chạy 400 mét trong 1 phút 20 giây. Chấm tính vận tốc chạy của người đó à, với đơn vị là mét trên giây. Nào bây giờ tính đi.
Thì trước tiên chúng ta phải làm gì? À, ta phải đổi 1 phút 20 giây ạ. À, đổi 1 phút 20 giây thì bao nhiêu? 80 giây ạ. Ừ. Thấy không? Có ạ. Hiểu rồi đúng không ạ? Thôi, thầy hết bài khó rồi đấy. Nó chỉ có vậy. Ok không? Các bạn thấy phần vận tốc này thầy giảng có dễ hiểu không? Rất dễ hiểu đúng không? Bao nhiêu bạn thấy nó rất dễ hiểu. Rất dễ hiểu luôn thầy. Rất dễ hiểu thôi. Nói hết là nó chỉ có như vậy thôi. Nhưng bởi vì ở trên lớp thì nhiều khi là chúng ta chỉ có không xem cái phần tổng thể, ta học có một phần chúng ta không nhìn thấy hết nên là ta cảm thấy khó. Thực tế nó dễ mà, đúng không? Nào, sửa sách nha. Sửa sách toán tư duy. Nào đọc bài số 1. Xin mời bạn Nam Khánh nào. Vâng, được thầy đọc. Bài 1. Ngày cuối tuần, bố của Ben đi xe máy về quê trong 2,5 giờ. Bố đi được quãng đường dài 160 km. Tính vận tốc của bố. Nếu cách làm hoặc comment cho thầy phép tính và kết quả comment. Rất tốt, Thái Bảo Ngọc. Ú, Thái Bảo Ngọc kiểm tra lại đi. Con nhầm rồi ạ. Kiên, Hoàng, Thùy Dương viết đầy đủ cho con. Mẹ ơi mẹ, con viết là 160 nhưng mà con lại viết trong vở nhạc của con là 60 nên là tính ra được 24. À rồi, con cho con nhìn nhầm à. Ở đây ta sẽ viết là gì? Vận tốc. Của bố Ben là. Ta chỉ việc lấy 160 chia 2,5. Kết quả bao nhiêu ạ? Bằng 64. Đơn vị là km trên giờ. Đa số. Sáu tư km trên giờ. Dễ hiểu không? Viết vào đi. Huy Tuấn đã nhận được sách chưa con? Ừ, con chưa ạ. Mẹ con bảo như là mai mới nhận được. À, ok rồi, thế thôi nha. Bạn vừa viết vào đây chưa? Đây viết xong chưa? Nào đọc bài 2. Xin mời Khánh Nam. Tôi thấy con đọc bài 2. Một chiếc máy bay bay được 1.800 km trong 2,5 giờ. Tính vận tốc của máy bay đó. Người ta bài làm là gì nhỉ?
Nam đọc cho thầy nào. Vận tốc của máy bay đó là bao nhiêu ạ? Là 1800 chia 2,5 bằng 720 km/h. 720 km/h. Thấy hiểu không? Ok. Thầy có làm xong bài 3 rồi ạ. Ui nhanh thế, đa số 720 km/h. Nào bài 3, đọc bài 3 cho thầy. Minh An nào. Một người chạy được 400m trong 1 phút 20 giây tính vận tốc của người đó với đơn vị đo là mét trên giây. Chị bài ta làm nào? Cái dễ rồi, vừa làm rồi, bài 4. Một ô tô đi trong từ 7 giờ lúc 10 giờ tính vận tốc với quãng đường. Ok chưa? Đọc cho thầy bài bài 4 nào. À, bài bài 3, nêu cách làm bài 3. Xin mời bạn Huy Hoàng. Em giờ em đọc bài 3. Một người chạy 400m trong 1 phút 20 giây tính vận tốc của tốc chạy của người đó với đơn vị mét trên giây ạ. Đầu tiên chúng ta phải làm gì nhỉ? Đầu tiên chúng ta phải đổi ạ. 1 phút 20 giây. 1 phút 20 giây. Bằng 80 giây đúng chưa? Bằng 80 giây. Rồi ta vận tốc chạy của người đó là ta lấy 400 chia cho 80 ạ. Và bằng 5 mét trên giây ạ. Bằng 5 mét trên giây đúng không ạ? Đáp số 5 mét trên giây ạ. 5 mét trên giây. Còn chưa đi. Xin mời bạn xong rồi nhé, bài 4 nào. Bảo Ngân đọc đề bài 4 cho thầy. Dạ em thưa thầy, một ô tô đi từ điểm A lúc 7 giờ sáng và đến
B. Lúc 10 giờ sáng, tính vận tốc của ô tô biết quãng đường AB dài 195 km. Ok. Xin mời bạn nào làm cho thầy nhỉ? Cho con đi. Huy Tuấn, nêu cách làm. Con thưa thầy, con đi tính một ô tô đi từ điểm A đến điểm B, hết số giờ là con lấy 10 trừ 7 bằng 3. Đó là thời gian ô tô đó đi. Ta sẽ lấy bao nhiêu ạ? Lấy 10 trừ 7 bằng 3. 7 bằng 3 giờ. 3 giờ. Tiếp theo sẽ tìm gì? Con đi tìm vận tốc của ô tô. Ô tô đó. Con lấy 195 chia cho 7. 195 chia mấy? Chia 3 nhỉ? Bằng 60. Bằng 65 ạ. Ok. Thầy còn dòng bên trang bên kia nữa mà thầy. Thôi được, thầy viết tuần thế này. Được chưa? Xong chưa? Về nhà thì các bạn làm cho thầy nốt bài 5 nhé. Về nhà làm cho thầy bài 5, bài 6 được chưa? Hello. Cho thầy hỏi hôm nay các bạn đã hiểu cái bài toán này chưa? Rồi ạ. Có thấy dễ hiểu không? Có ạ. Cứ phải tìm được thời gian, phải xác định được thời gian, xác định vận tốc, xác định được quãng đường thì sẽ làm được vận tốc, tìm được vận tốc. Ok. Rồi để thầy xem là hôm nay có game trí tuệ không nào? Có bật lúc tít không thầy? Không, hôm nay có quy thôi. Thầy xem có cho chơi không thầy? Mong là có. Chờ thầy đang tìm xem có.
À đây rồi, có rồi nha. Thì lôi đi bỏ đi. Ok các bạn. Nào, nhắc lại cho thầy này, hôm nay nội dung hôm nay nhá. Comment cho thầy. Vận tốc ký hiệu là gì? Nào comment. Vận tốc ký hiệu là gì ạ? Rất tốt. Quãng đường ký hiệu là gì? Quãng đường kia là S. Và thời gian ký hiệu là gì ạ? Là T. Muốn tìm vận tốc ta thấy làm thế nào? Quãng đường chia cho thời gian. Rồi, tốt rồi. V thường không phải V hoa đâu nhá. V hoa là nhầm trong thể tích là sai đấy. Ok. Rồi được rồi. Bấm vào đường link. Chúng ta sẽ đến với phần game trí tuệ. Hôm nay có các đội cá mập, đội lười, thỏ và con đây gửi link con cầy. Gửi link lên nhóm anh. Con thấy rồi. Tám bạn rồi. Các bạn nào nữa không? Xách ba lô về đi, nhìn nó sai, đi nhìn về phía cuối con đường. Ok. Nào. Tôi thấy cho tí, sao biết? Chưa thầy ơi. Con bạn nào chưa vào được không? Rồi chúng ta bắt đầu nha. Thank you.
Thầy ơi, con vừa bị lát á thầy. Con không vào được. Câu hỏi được không thầy ạ? Con vừa bị ao nên con không chơi được thầy ơi. À, ok, đây con cổ vũ đi. Rồi, rất tốt đó. Okay, you're really just doing it.